Út Nguyễn chào mọi người. Hôm nay ngày 5 tháng 2, mình có một số cây hàng khai thác núi rừng đa dạng nhiều loại cây. Những cây khai thác đều có hoa và quả. Đầu tiên là cây kim châu. Dòng này thì quả khi chín sẽ có màu hồng, quả có hình trái tim. Cây kim châu hay gọi là cây trái tim hoặc là cây Valentine. Dòng kim châu thì kích thước lá bé và lọc non của cây rất là đẹp. Dòng này thì da sẽ có màu ẩn vàng, da có màu vàng nghệ. Và đặc biệt thì dòng này rất là dễ cho hoa và đậu quả. Cây đầu tiên là cây A1, cây kim châu mini, củ cốt rất là quái. Phần này là phần lũa âm thân. Cây A1 mình giao lưu mọi người là 500 bao ship. Cây thì đã đi một nước dây và đang thả rừng tự do. Mọi người nuôi tầm thời gian nữa thì có thể vào nước dây thứ hai. Cái này mọi người vào chậu mini chơi rất là hay. Giá 500 thành bao ship. Còn kim châu ngồi tự nhiên thì những cây cốt to như này thì rất là hiếm. Cái này tới chiều cao là 25. Một cây củ cốt rất là đặc biệt. Và tiếp theo là lô 2 cây kim châu mã A2. Giá cả lô 2 cây là 350 bao ship. Hai cây này đều có chiều cao dưới 20. Hai cây mini. Dòng này thì mọi người làm cây mini rất là hợp. Kích thước lá bé và cấu tạo lá cũng lá rất là đẹp. Quả khi chín sẽ có màu hồng. Lô A2 giá 350 bao ship. Hai cây mini. Mọi người so sánh kích thước với lon bia để mình không đo hoành. Những cái này thì tay canh thì có thể vào được dây. Giá cả lô 2 cây là 350 bao ship. Và tiếp theo là cây mã A3. Cây này là cây hồng trâm. Dòng cây có quả rất là đẹp. Quả khi chín sẽ chuyển nhiều màu. Mọi người tham khảo hình quả phía góc màn hình. Cây này có chiều cao tương đối là 25. Giá 280 bao ship. Đặc biệt dòng này rất là dễ cho hoa và đậu quả. Cây như này thì mọi người nuôi tầm 1 tháng nữa thì cây sẽ bắt đầu cho hoa. Thời gian lưu quả trên cây cũng rất là lâu. Tính từ thời điểm cho hoa đến quả thì cây sẽ lưu trên cây tầm 7 đến 8 tháng. Mọi người chơi quả sẽ rất là lâu. Tay canh thì vừa tầm để mọi người vào dây. Chiều cao 25, giá 280 bao ship, cây hồng trâm mã A3. Tiếp tục cũng là cây hồng trâm mã A4. Cây này thì có chiều cao cũng tầm 25. Cao tương đối là 25. Giá 250 bao ship. Cây dáng mẫu tử. Dòng hồng trâm là dòng cây sẽ cho quả chùm. Chùm quả có màu rất là đẹp. Cây hồng trâm mã A4 giá 250 bao ship. Và cây A5 là cây hồng quân. Cây này có hoành thân là 44, chiều cao là 40. Cây cốt to, hoành 44, chiều cao 40. Dòng hồng quân thì lọc non của cây sẽ có màu đỏ hồng. Quả khi chín sẽ chuyển nhiều màu. Quả thì ăn có vị chua ngọt. Quả ăn rất là ngon. Cây hồng quân mã A5 giá 400 bao ship. Cây bề cốt to già. Cây hồng quân hay gọi là cây bồ quân. Cây A5 giá 400 hình bao ship. Và cây A6 là cây hải châu. Cây này có hoành thân 12, chiều cao 65.
Cây hải châu lá nhỏ xuống cầu, kích thước lá rất là bé, lá giống như hải châu lá rí. Tay cành thì đã nuôi to ra. Này mọi người, bể chi này xuống một tí thì cây sẽ ra dáng. Hoành thân phía trên này là 12, phần dưới gốc này to hơn. Giá 800, hình bao ship cây hải châu. Cành này mọi người nuôi một cành rơi. Cây hải châu mã A6, giá 800, hình bao ship, giá mềm cho mọi người sưu tầm. Một cây cành tay cành thì đã nuôi to già. Tiếp tục là cây hải châu mã A7, cây này có chiều cao là 50, cây cốt 2 thân. Tay cành thì đã nuôi, mình nuôi cắt giật to già. Cụm cốt cũng khá to, chiều cao 50. Cây hải châu mã A7 giá 900, hình bao ship. Cái này hoành mỗi thân tầm 8 đến 9 xăng. Tiếp theo là lô A8. Lô này bao gồm tổng hợp 3 cây. Một cây hải châu, cao 25, một cây kim châu cao tầm 20 và một cây cò kê. Cây cò kê thì cao dưới 20. Giá cả lô 3 cây là 320, bao ship lô 3 cây mini. Cây cò kê, dòng cò kê thì quả hoa quả sẽ cho quanh năm. Những cây như này thì mọi người nuôi tầm 1 tháng nữa cây sẽ cho quả. Dòng này rất là dễ cho quả. Và cây kim châu, mini. Và một cây hải châu, giá cả lô 3 cây là 320, bao ship. Lô mã A8, lô 3 cây mini. Cây A9 là cây hồng quân, cây này có hoành thân 18, chiều cao 50. Cây này là mình đo đến tàn lá là 50. Dòng hồng quân thì lá rất là đẹp, lá xanh bóng, quả khi chín chuyển nhiều màu, quả ăn có vị chua chua, ngọt ngọt, ăn ngon. Và đặc biệt là điểm đặc trưng của cây hồng quân là thân cây rất là già, cây xù xì rất là già, cây dáng mẫu tử, giá 350 bao ship. Cây hồng quân mã A9. Cái này mọi người về vào dây thì sẽ ra một cây sẽ mẫu tử rất là đẹp. Cây hồng quân mã A9 giá 350 bao ship. Và tiếp theo là lô A10, lô 2 cây mini, chiều cao tầm 20 đổ lại. Một cây trà phúc kiến và một cây cò kê. Hai cây củ cốt. Cây cò kê có cốt cũng khá là hay. Và cây trà phúc kiến, cây cốt cụm rừng lùng lực. Cây này mọi người về nuôi thời gian nữa thì vào dây. Tay cành thì mình chưa lọc, mọi người về lọc bớt chi thì nuôi chi sẽ nhanh phát triển hơn. Giá cả lô 2 cây là 280 bao ship. Một cây trà phúc kiến và một cây cò kê. Hai cây có dáng đều rất là đẹp. Cái này cây trà phúc kiến này thì mọi người vào một chậu mỏng và đánh ra một cây dáng rừng rất là đẹp. Giá trị 280 bao ship, lô mã A10. Và lô A11, lô bao gồm 3 cây mini. Cây này thì cao tầm 12 xăng. Cây này là cây kim châu và cây hai cây còn lại là hai cây cò kê. Cây cò kê cao 25. Cây này có chiều bay tầm 20, ba cây mini. Giá cả lô 3 cây là 300, hình bao ship.
Dòng cà kê cũng là dòng cây thuốc nam chữa được bệnh. Cây quả và các bộ phận khác thì có tác dụng chuyên về xương khớp. Mọi người tra khảo công dụng của cây trên Google. Tên của bài thuốc, cây thuốc nó cũng là cỏ kê. Cây này có thể là một cây dán bay đổ. Giá cả lô 3 cây là 300, bao ship. Lô mã A11. Một cây kim châu và hai cây cỏ kê. Và lô A12 bao gồm một cây cò kê và một cây bạch chỉ. Cây cò kê có chiều bay ra là 50, cây bạch chỉ thì cao tầm 25. Giá cả lô 2 cây là 450 bao ship. Hai dòng cây đều có quả rất là đẹp, quả đều có thể ăn được. Cây bạch chỉ thì quả khi chín sẽ có màu vàng cam. Cây cò kê quả khi chín sẽ có màu đen. Quả non sẽ có màu xanh, xanh bóng. Dòng cà kê thì hoa màu vàng, quả màu xanh, quả chín sẽ có màu đen. Quả quỷ quả ăn cũng giống như quỷ thuốc. Giá cả lô 2 cây là 450 bao ship. Lô 1 cây cà kê và 1 cây bạch chỉ. Cây này có chiều cao là 30, tàn bay là 50. Và cây A13, cây này là cây hồng trâm, cây có chiều cao là 50, hoành thân 16. Cây hồng trâm một cốt, trong này mọi người chơi quả rất là đẹp, quả ăn quỵ cũng khá ngon. Hoành thân 16, chiều cao 50. Hồng trâm mỗi năm sẽ cho quả một lần à. Cho quả thì thời gian lưu quả trên cây từ 7 đến 8 tháng. Thời gian chơi quả rất là lâu. Giá 300 bao ship. Cây hồng trâm mã A13. Tiếp tục là cây bạch chỉ. Cây này có hoành tổng là 60, chiều cao 60. Tay cành thì mình đã chọn lọc bước. Mọi người về vào dây. Tay cành vừa tầm để mọi người vào dây. Tất cả các tay đều mọc đúng điểm. Cây dáng rừng, cụm bệ liền cốt, hoành tổng là 60, chiều cao 60. Dòng bạch chỉ quả khi chín có màu vàng cam và ăn ngọt và thơm. Kích thước quả cũng khá lớn. Dòng này khi cho quả thì sẽ rất là đẹp. Mọi người vừa chơi quả vừa dùng để làm một cây trang trí cây bonsai. Cây này các mặt đều rất là đều. Giá 700 bao ship. Cây bạch chỉ mã A14. Cây cuối cùng trong clip là cây chòi mồi mã A15. Cây này có hoành thân là 27, chiều cao 45. Cây có hoành tại vị trí là 27. Cây thân cây rất là già. Cây đế nở và chốt cành thung thắt. Dòng chờ mồi thì quả giống như quả sam núi. Cây này là thuộc họ của cây sam núi. Mọi người có thể ghép sam núi vào chơi hoặc chơi rin. Dòng chờ mồi quả chùm. Cây A15, cây chờ mồi lá tròn. Giá 800 hay bao ship. Cây này là cây cuối cùng trong clip. Mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại phía góc màn hình. Đây là số Zalo của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.